Kính chào quý cô chú anh chị cùng các bạn. Vào thời điểm hiện tại thì ở rất là nhiều địa phương đang bắt đầu thực hiện cái việc cấp đổi chứng minh nhân dân cũ, thẻ căn cước công dân cũ thành cái thẻ căn cước công dân mới có gắn chip. Để mà thực hiện được cái việc đổi thẻ căn cước công dân có gắn chip thì cái một trong những yêu cầu đầu tiên đó là cái thông tin về ngày tháng sinh trong các loại giấy tờ tùy thân của cái người đi thực hiện việc đổi căn cước công dân có gắn chip phải có đầy đủ thông tin. Cho nên đến video tiếp theo này thì xin phép chia sẻ đến quý cô chú anh chị cùng các bạn một số thông tin liên quan tới việc bổ sung ngày tháng sinh vào cái giấy khai sinh đã đăng ký trước đây nhằm làm cái cơ sở để thực hiện việc đổi căn cước công dân có gắn chip có đầy đủ thông tin về ngày tháng năm sinh. Kính mời quý cô chú anh chị cùng các bạn theo dõi video nhé. Trên video quý cô chú anh chị cùng các bạn đang xem là một cái giấy đăng ký khai sinh đã được đăng ký vào năm 1981. Cái thông tin ngày tháng năm đăng ký ở đây. Và cái giấy khai sinh này thì vào thời điểm đăng ký chỉ có thông tin về năm sinh thôi, không có thông tin về ngày tháng sinh. Do vậy thì để thực hiện được cái việc đổi cái chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân cũ sang thẻ căn cước công dân có gắn chip phải bổ sung cái thông tin vào ngày tháng năm sinh vào khai sinh nhằm có đủ cơ sở để thực hiện việc đổi căn cước công dân có gắn chip. Để giúp quý cô chú anh chị cùng các bạn hiểu rõ hơn về cái thông tin liên quan tới thủ tục bổ sung ngày tháng sinh vào giấy khai sinh đã được đăng ký trước đây thì chia sẻ đến quý cô chú anh chị cùng các bạn quy định tại điều 18 của thông tư 04 năm 2020 Bộ Tư pháp, cụ thể nội dung về việc bổ sung ngày tháng sinh đối với những trường hợp đã đăng ký khai sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 cụ thể như sau. Những cái trường hợp cá nhân đã thực hiện việc đăng ký khai sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 nhưng mà giấy khai sinh, sổ đăng ký khai sinh không có ghi ngày tháng sinh thì sẽ được thực hiện cái thủ tục bổ sung ngày tháng sinh theo giấy chứng sinh hoặc là cái văn bản xác nhận của cơ sở y tế nơi sinh ra. Trường hợp không có giấy chứng sinh hoặc là không có cái văn bản xác nhận của cơ sở y tế về ngày tháng sinh thì cái ngày tháng sinh sẽ được thực hiện cụ thể như sau. Trường hợp thứ nhất, đối với người có hồ sơ giấy tờ cá nhân thống nhất về ngày tháng sinh thì cái ngày tháng sinh sẽ được lấy theo cái ngày đó. Trường hợp ngày tháng sinh trong hồ sơ giấy tờ của cá nhân đó mà không thống nhất thì sẽ được sử dụng bằng cái ngày tháng sinh đối với cái loại giấy tờ hoặc là cái xác nhận hợp lệ được cấp đầu tiên. Cái trường hợp này có nghĩa là nếu mà quý cô chú anh chị cùng các bạn có những cái loại giấy tờ không có thống nhất về ngày tháng sinh thì cơ quan có thẩm quyền thi thực hiện thủ tục bổ sung ngày tháng sinh sẽ lấy cái ngày tháng sinh trong cái văn bản giấy tờ được xác nhận hợp lệ đầu tiên. Tiếp theo, trường hợp thứ hai, đối với những cái người không có hồ sơ, không có giấy tờ hoặc là hồ sơ cá nhân khác có ngày tháng sinh thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cho phép cái người yêu cầu bổ sung ngày tháng sinh cam đoan về cái ngày tháng sinh của mình. Tới trường hợp thứ ba, nếu mà không có thể nào xác định được ngày tháng sinh của mình theo những cái trường hợp trên thì ngày tháng sinh sẽ được lấy là ngày 1 tháng 1 của năm sinh. Trường hợp xác định được tháng sinh thì nhưng mà không có xác nhận được ngày sinh thì sẽ lấy cái ngày đầu tiên của tháng sinh đó. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin phép trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.